tiễn mới về luôn anh em ơi. Con này đừng rửa nhiều nha chứ Tâm, này rửa sơ sơ cho nó bay bụi đi là được rồi. Xin chào tất cả mấy anh em đến nông cơ Tân Phúc Khang em nha. Này tiếp tục review cho mấy anh em một dòng máy cày Shibuga D258. Xe đẹp như mới luôn nha mấy anh em. Em chuyên hàng tiễn nha. Con này nói như ý luôn mấy anh em ơi. Nước sơn zin toàn bộ nha. Máy móc đồ đẹp lắm mấy anh em. Con này em vừa bụng lắm. Con này chỉ mới thổi cái vỏ nó hơi gần gió nữa mà nè. Chưa nứt nú nha. Xài ok. Xe tuyệt đẹp luôn. Còn nước sơn zin nữa mà nè. Nước sơn zin nha. Ghi mấy cái số rồi. Cái số mà để gì đó nè. Để lạc đồ còn nằm trên đây nữa nè. Bao cho anh em nước sơn zin nha. Có dặm tút ở đâu anh em lấy mà phát hiện đâu có dặm tút là em thu hồi xe lại nha mấy anh em nha. Cực kỳ luôn. Con này đi đuôi 1,5 m nha mấy anh em. Đuôi mấy anh em không nè. RSL 152SC. Đuôi tuyệt vời luôn. Mấy anh em coi dưới đây chưa có dấu hiệu mà xét luôn mấy anh em. Còn sơn chà bạ. Con này gì vỏ sau nữa nè. Vỏ sau nó xài 11-24 nha. Đây. Găng gió. Chưa nứt nú, gai còn cao lắm. Vỏ mà nứt nú thì xài không được thôi mấy anh em. Còn cái này này bao mấy anh em xài luôn. Ga đồng mà có tình trạng hư vỏ là em đổi lại cho mấy anh em luôn. Tuyệt vời. Em có cầu ha. Tuyệt vời nha. Em ra bên em nó kiểm tra hết toàn bộ nha mấy anh em. Xe này chưa xì phót. Nó nhớt nhem đồ nó rỉ nha mấy anh em. Ở dưới đây mà nó mới gì nè, phù lon cái này chưa có vấn đề gì mà nghĩ xét luôn nè. Nè coi nè, dưới đây nó không cực kỳ. Dở cái máy lên chứ nào. Máy này nè nè, mới ghê không. Chỗ này là nó hầu như là phải bông rồi mấy nè. Nó bông mà nó chưa có xét nữa nè. Biết cái máy nó mới cỡ nào, mấy chỗ này nó còn 7 màu hết nè. Bên kia đó, qua bên heo đó. Heo còn đẹp nữa nha mấy nè. Ôi, kinh. Con này phải không? Gì đâu đẹp ghê không? Mấy anh em nào ở xa nhớ xem video em từ từ nha mấy anh em. Em sẽ quay chi tiết hết từng ngọn hẻm đó nha.
lát nữa em sẽ đề máy test đồ cho mấy anh em rồi xem hết ha. Con này cái đùi với cái mình nó rất là to mấy anh em, anh em đi cày cuốc là thoải mái nha, đừng có lo cái chuyện đó. Động cơ ba máy nữa nè, ngoại đẹp ghê không, nhìn như mấy chỗ này nè còn mới ton nè. Như cái đèn này mấy anh em, con nào mà xài nhiều rồi á, cái đèn này sẽ ố vàng, đời này bị ố đây nè, nó sẽ lên vàng. Còn nếu anh em nhìn thấy, nhìn thấy cái đèn thôi là biết cái xe nó đẹp rồi đó. Vỏ lớp bên đây thì cũng như nhau, vỏ thiệt là mới luôn mà cho để lâu nó bơm căng quá bản đó, để lâu quá nó sẽ gặp tình trạng này nè, gân nè. Giờ vỏ là thiệt là mới. Đồng hồ nè, mới chát không? Con này 700 mấy giờ. Giờ cũng khá là tương đối nè. Bóng em coi kỹ nha. Con này về số nó số cơ nha mấy anh em. Đây. Số này nè. 4 số đây, tầng tiếng lùi đồng tóc nè anh em, còn em này có đồng tóc nha, còn đây vì số cũng có 3 số nữa nè, 1, 2, 3, còn bên đây là số rùa, tầng nhanh chậm, đây 3 số nữa, tổng cộng đây 3, 5, trên đây 4 nè hả, là mấy số, 9 số hả, dữ rồi. Kỳ ngon ha. Xe này đẹp lắm mà em quay video này thời lượng hơi lâu chút xíu, mấy anh em cố gắng xem video hết video của em nha mấy anh em. Em sẽ test từng chi tiết cho mấy anh em nào có ở xa. Lên gỉ ga giùm anh thấy chưa? Em gỉ ga to khói rồi sao không? Rất là êm nha, chưa có dấu hiệu gì của gơ hay cái gì đó nè, chạy vô đây nè, coi anh heo anh dở, anh heo anh quay cái máy đó. Rất là khỏe luôn đó nè, nghe cái hơi gớ đẩy lên. Lên em test ben nè, em test ben đây, leo lên luôn nè, leo lên luôn, lên ngồi đi. Ben nghiêng quay lại cho đều lại, cho đều lại vô xới nữa, rồi được rồi, hạ đuôi xuống miếng rồi vừa thôi, rồi được rồi, rồi vô số xới em, số xới của nó là 3 số nha nha mấy anh em, có cần tiếng lùi ghi nha, ủa số lùi nha, đây có số lùi nè mấy anh em, còn số xới của nó là 3 số tiếng 1 số lùi VTO. Hạ xuống miếng nữa em, hạ xuống tí nữa, hạ bên xuống tí nữa, rồi vô mày vô máy này nữa nè, giữ này lại cứ xả đi em, quay ở nãy ông máng cái này vô đây nè, cà đăng còn mấy chát nữa nè,
Dạ. À, giờ lấy lùi anh. Lùi nó nè. Đó, về đó. Rồi lùi anh. Đó. Nóng máng lại nó kêu nữa. Thôi đừng vô số nha, đừng vô số nha, không quay cái đùi á. Ở nào coi cái đùi nữa nè. Rất là to nha. To lắm nha mấy anh em. Mấy anh em mà đi làm việc nặng nữa này được nè. Dấu hiệu nó nghỉ xét luôn mấy anh em. Đùi này rất là khỏe mấy anh em, con nè. Rất là khỏe luôn. Mấy anh em mà cài cắt khô rồi mấy anh em. Em này ngon, ngon nha. Con này có đùi nào có tháo lớp nhanh mấy anh em. Mấy anh em có tháo đồ ra cũng dễ nữa. Em test hết số mà chứ không. Đó hết số rồi. Em đi về một thôi, cái này một thôi. Rồi. Một đi từ từ thôi. Thả sới luôn thử coi. Sới á. Kêu này hoài thấy ghét vậy. Trong kè rất mới là không còn đẹp lắm nè nè mời. Thôi vô cho số nhanh chạy đi em. Coi lẹ không? Mát luôn đi. 3, 4 luôn. Ừ. Được rồi. Đang xới kìa đâu. Đưa cho ông thợ này test sao mà hả? Gỡ lái rất là nhẹ luôn á nè, gỡ lực nó nhẹ luôn, để tay nhẹ nhàng thôi. Khi mà em quánh lái á, nó có tác dụng. Khi mà em buông xe em chạy em đi luôn á, đi cua á, rồi nó mới đồng tốc cầu. Rất hay hò lắm anh em. Thôi vậy đi mấy anh em. Cái xe đẹp quay tới quay lui nó cũng vậy à. Con này giá của nó thì rất dễ gần nha mấy anh em. Ngoài chút 100 chút xíu nha mấy anh em. Anh em nào có ưng con này có nhu cầu á thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại em là 0937892345. Địa chỉ của em là ấp 1 xã Mỹ Yên, huyện Lức, tỉnh Long An, tại nông cơ Tân Phúc Khang nha. Em ở ngay quốc lộ 1A. Còn mấy anh em nào ở xa á, em có ship toàn quốc luôn nha mấy anh em. Ăn thua giá cả mình thương lượng với nhau nha. Mấy anh em mà cứ yên tâm với con xe này mấy anh em. Em bao cho mấy anh em luôn nha. Này chỉ có xe này để đóng công nè nè. Cứ để nó nhét vô ẩu á. Nó dướng nè. Được
Rồi mấy anh em nào chưa đăng ký kênh em ủng hộ em được đăng ký để kênh em càng ngày phát triển nha mấy anh em. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Cảm ơn mấy anh em nhiều nha mấy anh em.